Ngày nay rất nhiều các phụ huynh bắt đầu quan tâm đến cho con đi học về tài chính cá nhân vì nó là một góc của quản trị. Thì quản trị kinh doanh nó trở thành ngóc ngách trong mọi đời sống và nó khiến cho con người ta trở nên nhân văn hơn vì họ có góc nhìn tổng thể. Thế xong hết một năm là các bạn ý vừa có tâm yêu thương, vừa có kỷ luật bản thân, vừa có trí tuệ thực tiễn. Thì bắt đầu các bạn ý quay trở ra là đi làm ngay. Như vậy từ năm thứ hai là đã đi làm. Thời điểm đấy là thời điểm mà mình sẽ có đủ thời gian để mình tạo hình thành thói quen. Vì có những thứ dạy không được mà phải có thời gian thì nó mới hình thành thói quen, như kỷ luật bản thân chẳng hạn. Và tại sao tôi lại làm cái việc này sớm? Bởi vì tôi nhận ra một điều là nếu tính trên số lượng mà sinh viên mà thành công thì cái tỷ lệ mà đi làm thêm ngay từ thời sinh viên ấy, thì cái tỷ lệ thành công ở ngoài đời sau này nó sẽ lớn hơn rất là nhiều lần. Thế đấy là lý do mà Tuấn cho ra đời cái trường doanh nhân siêu Việt Nam. Tôi đồng hành với con tôi năm nay là 22 năm rồi. Thì tôi cũng chưa tin tưởng ở một nơi nào để có thể rời con tôi ra được. Mà lần này là lần đầu tiên để rời con tôi ra thì cái đấy cũng lại là điều mà minh chứng để tất cả. Là khi tôi đã chọn niềm tin để gửi gắm cho con mình nó được học tập ở môi trường này thì nghĩa là niềm tin của tôi đã được khẳng định. Cô muốn con cô học được cái vấn đề là làm sao đặt lợi ích chung lên hàng đầu. Con có trí tuệ, khi con đã có được trí tuệ thì con phải biết cho đi và phải biết chia sẻ. Thức rèn luyện kỷ luật với lại rèn luyện thân tâm tuệ như là con. Em cảm thấy đây là môi trường sẽ giúp em là cải thiện được bản thân cũng như về kỷ luật. Với cái quan điểm của chú về thành công và hạnh phúc, có nghĩa là việc đầu tiên ấy, mình phải biết cân bằng trong cái cuộc sống này. Hạnh phúc là sự cân bằng. Thì rất là tâm đắc cái triết lý giáo dục của thầy Ngô Minh Tuấn. Ba cái gốc rễ này rất là quan trọng của cái bạn trẻ ngày nay và nói chung tất cả mọi người.